Thì bây giờ mình sẽ chữa cái đề cuối kỳ ha của môn đại số tuyến tính. Thì đề này là đề của kỳ kỳ này là năm kỳ 2022 hả? Đúng không? Rồi. Đây là đề của kỳ 212 chứ. Rồi, thì ta có câu đầu tiên ha, câu đầu tiên. Rồi câu đầu tiên á, nó hỏi là tìm M ha, để DS của A mũ 5 bằng 243. Rồi thì DS á, mình có một cái tính chất đó là DS của A mũ 5 á, thì nó sẽ bằng là DS A ha, DS A tất cả mũ 5 đó thì bằng 243. Thì như vậy các bạn sẽ tìm ra được là DS A của mình bằng bằng 3 ha. Rồi thì bây giờ các bạn muốn tìm M thì mình sẽ đi tính DS A ra. Thì DS của A sẽ bằng rồi cái cách tính DS nhanh á thì mình sẽ chọn ha, mình sẽ chọn một hàng hoặc một cột mà nó có chứa nhiều số 0 nhất. Thì nếu như mà cái hàng nào cột nào nó có hai số 0 thì mình chọn ha. Thì ở đây chỉ có một thôi thì các bạn có thể chọn hàng này hoặc là cột này. Thì thôi ở đây mình sẽ chọn cái cột này đi ha. Mình sẽ chọn cột này. Rồi. Rồi thì DS của mình lúc này nó sẽ bằng là gì? Khi mà chọn như này rồi thì không thì nó sẽ bằng không đúng không? Rồi tới thằng 1 nè. 1 sẽ nhân với lại là trừ 1 mũ 2 cộng 3 ha. 2 cộng 3. Rồi rồi sẽ nhân với lại là mình sẽ bỏ cái này đi. Thì mình sẽ còn lại trừ 3 trừ trừ 2 là thành cộng 2 ha. Rồi cộng với lại là đây là M. Nhân với lại trừ 1 mũ 1 cộng 3. Rồi nhân với cái này, bỏ thằng này với này đi là còn trừ trừ thành cộng là thành 2 ha. Thì nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ là bằng 3. Thì như vậy là M của mình sẽ tìm ra được là bằng 1 ha. Rồi. Thì nếu như các bạn không nhớ cái cách tính định thức này á, thì các bạn có thể về ôn lại cái cách tính. Còn không á thì các bạn sẽ biến đổi cho cái thằng này, các bạn đưa về dạng bậc thang. Rồi các bạn lấy tích của ba phần tử trên đường chéo ha. Đó, thì đó là hai cách để mình tính định thức. Rồi. Rồi, câu số 2. Câu số 2 thì cho một cái nền kinh tế gồm có ba cái ngành công nghiệp ha, đó là F, C và T. Thì mỗi ngành công nghiệp nó cần một sản phẩm, nó cần tiêu thụ từ chính nó và những ngành khác nữa ha. Rồi và external demand thì một unit của F thì được 0,1F, một unit của F thì ta cần 0,1F, 0,2C, 0,3T, rồi vân vân. Thì này là tìm cái ma trận input output. Thì ma trận input output thì đầu tiên là mình sẽ viết các cái ngành, cái tên FCT này ra ha. Rồi F thì F cần từ F là 0,1, F cần từ C là 0,2 và F cần từ T là 0,3 ha. Rồi thì một C thì cần 0,15 từ F, 0,15 từ C và 0,2 từ T ha. Rồi còn T thì cần 0,25 của F, 0,1 của C và 0,25 0,25 đây phải là T mới đúng ha. Chỗ này gì đề người ta sai á. Rồi thì đây là 0,25 của T. Đó, thì đây là mình đã thu được cái ma trận input output rồi. Thì bây giờ người ta cho D tức là cái demand á bằng 100, 100 100. Thì rồi. Thì người ta cho D và bây giờ người ta kêu mình là tìm tổng sản xuất X ha. Thì ở đây người ta cho mình sẵn cái công thức luôn rồi. Nhưng mà tốt nhất là các bạn vẫn nên nhớ công thức ha, nên nhớ cái công thức này. Rồi thì mình có là gì? AX cộng với D thì bằng X đúng không? Thì như vậy là bây giờ mình sẽ đi tìm X. Thì mình sẽ có là X trừ AX thì bằng D. Như vậy đặt X ra ngoài ha. Đặt X qua bên phải. Thì ở đây mình có là Y trừ A mũ trừ 1 bằng D. Như vậy X ở đây của mình sẽ bằng là... À đâu? Mình nhầm.
Ở đây các bạn đặt x ra ngoài ha, đặt x ra ngoài thì mình sẽ được là y trừ a nhân với x. Rồi thì bây giờ để tìm x á, thì mình sẽ nhân hai vế với y trừ a ha, mũ trừ một nhân với d. Rồi thì như vậy là gì, bây giờ các bạn a đó chính là cái ma trận này, nó chính là ma trận input output, thì d người ta cho các bạn rồi ha, thì các bạn thay vô đây các bạn sẽ tìm ra x. Mình bấm máy tính ra ha. Rồi thì ở đây mình sẽ có là mình sẽ được là 221,4286 202,1978 và 275,8242 ha. Rồi thì đây là x của mình. Rồi câu C thì người ta có hỏi là số unit của F mà cần 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 để sản xuất cho C đúng không? Rồi thì ở đây các bạn mình đọc lại ở đây nè. Thì như vậy là gì? Một unit của C thì cần 0,15 unit của F ha. Thì như vậy là số unit của F dùng để sản xuất C, thì bây giờ đây là sản lượng của C đúng không? Mà cứ một C thì cần 0,15 F, thì như vậy là bao nhiêu đây C thì sẽ cần bao nhiêu F? Thì các bạn sẽ lấy con số 275,8242 này, các bạn đem nhân cho 0,15 ha, các bạn đem nhân cho 0,15 thì ở đây mình sẽ được là C là ở đây chứ, đây đây mới là C ha, đây là F và T rồi mình nhập. Thì như vậy là cũng tương tự như vậy thôi, thì mình sẽ lấy 202,1978 mình đem nhân cho 0,15. Thì mình sẽ được là 30,3297 ha. Rồi. Câu số 3. Câu số 3 thì đây là gì? Cho F là một không gian thuộc vào không gian R mũ 3 ha. Sao cho nó thỏa mãn 2x1 cộng x2 trừ x3 bằng 0, là một cái không gian con của R3 với cái tích vô hướng có dạng như thế này. Rồi thì các bạn biết là cái này á nó là một cái phương trình mặt phẳng đúng không? Nó là phương trình mặt phẳng, thì như vậy để mà xác định một cái phương trình mặt phẳng thì mình sẽ cần hai vector ha. Thì để xác định được hai cái vector đó, các bạn mình chỉ cần làm một cái động tác là mình chọn hai bộ số thỏa mãn cái hệ này và nó không tỷ lệ với nhau ha. Thì ở đây mình sẽ chọn là 102 và trừ 120 ha. Đó thì các bạn làm sao cho nó thỏa mãn cái này và hai cái bộ số nó không có tỷ lệ với nhau là được ha. Rồi thì như vậy đây chính là hai cơ sở của F ha. Thì như vậy là dim của F á, dim của F là chắc chắn nó bằng 2, tại vì các bạn tưởng tượng cái mặt phẳng á, thì cái số chiều của nó sẽ là 2 thôi ha. Rồi câu B thì nó kêu là tìm số chiều và một cơ sở của cái phần bù vuông góc, F vuông góc ha, của F. Rồi thì như vậy ở đây mình sẽ đặt thằng này là F1, thằng này là F2 ha. Rồi thì có phải là để tìm mình có là nếu như x thuộc vào F vuông góc á, thì có phải là x nhân với lại vector F1 ha, tích vô hướng của x với F1 bằng 0 và tích vô hướng của x với F2 thì cũng phải bằng 0. Thì ở đây tương đương là gì? Tương đương là mình sẽ được rồi thì ở đây mình sẽ được là các bạn đem hai vector này nhân với tích vô hướng nhân với lại F1 đúng không? Thì ở đây mình sẽ gộp nó lại thành dạng ma trận luôn, mình sẽ gộp hai cái vector ở đây á là tìm cái vector thuộc vào F vuông góc đúng không? Thì như vậy là mình sẽ gộp hai cái F1, F2 này lại thành một ma trận ha. Thì mình sẽ gộp nó lại là thành 102 nè và trừ 120 đúng không?
Rồi cái tích vô hướng của mình á, thì ở đây ma trận biểu diễn tích vô hướng của mình nó sẽ là gì? Nó sẽ là ba trừ hai ha, trừ hai, đây là bốn và đây là một đúng không? Rồi đó thì các bạn nhân với lại cái ma trận biểu diễn tích vô hướng, rồi và nhân với x thì bằng không. Đó thì bây giờ tìm x thôi, x thì bây giờ các bạn có hai cái thằng này rồi, các bạn đem các bạn nhân nó lại trước thì mình sẽ được là 3 trừ 2 và 2, đây là trừ 7, 10 và 0 đúng không? Rồi nhân với x thì bằng 0, thì như vậy x nó là không gian nghiệm của thằng này. Rồi thì bây giờ đến đây á, cái cách xử lý nhanh cho câu này á, thì các bạn tưởng tượng như là x của mình á, nó sẽ có dạng là x y z đúng không? Thì các bạn nhân vô thì mình sẽ được hai phương trình ha, 3x trừ 2y cộng 2z bằng 0 và trừ 7x cộng 10y cộng 0 bằng 0 đúng không? Rồi bằng 0 luôn. Rồi thì cái cách mà mình sẽ dùng máy tính để mình giải cái này ha, các bạn chọn cho mình là z bằng 1, các bạn chuyển vế qua, rồi các bạn thì có phải cái này nó trở thành phương trình, hệ phương trình hai ẩn không? Thì các bạn bấm ra ha, thì các bạn sẽ bấm ra được cho mình là x bằng trừ 5 phần 4, y bằng trừ 7 phần 8 và z. Z hồi nãy các bạn chọn nó bằng 1 rồi đúng không? Thì như vậy cái thằng vector của mình nó sẽ có dạng là x nó sẽ bằng là alpha lần x y z thôi. Đó thì ở đây mình chọn alpha bằng 8 đi cho số nó đẹp. Thì alpha bằng 8 á, thì x của mình sẽ bằng là âm 10, âm 7 ha và 8 rồi. Thì như vậy là gì? Người ta hỏi số chiều đúng không? Như vậy là x nó chỉ có duy nhất một vector thôi, thì như vậy là dim của f vuông góc sẽ bằng là 1 ha. Rồi. Câu C là tìm hình chiếu vuông góc của vector 4 1 âm 3 lên f đúng không? Thì tức là thì mình sẽ có là u thì nó sẽ được tạo thành bởi alpha lần f1 ha cộng beta lần f2 và cộng với lại là gamma lần của vector f vuông góc của thì đây mình tạm gọi nó là vector x đi ha. Đó. Rồi. Thì như vậy mình sẽ được là gì? U mình tức là các bạn sẽ đi nhân từng phần ra, thì ở đây thằng u của mình nó sẽ có tọa độ là 4 4 1 và trừ 3 đúng không? Rồi 4 1 và trừ 3. Thì ở đây nhân vô, các bạn nhân vô ha thì mình sẽ được là gì? Alpha nè. Vector F1 của mình là 102 đúng không? Và vector F2 của mình là trừ 120. Thì đây sẽ được là trừ beta và cộng với lại là gamma hồi nãy là lấy bằng trừ trừ 10 ha, trừ 10 thì đây sẽ là trừ 10 gamma. Rồi thì ở đây tiếp tục các bạn làm tương tự ha, thì mình sẽ được là 2 beta trừ đi 7 gamma và cuối cùng là 2 alpha cộng với lại 8 gamma. Thì đây có phải là hệ ba phương trình ba ẩn không? Thì các bạn sẽ giải ra cho mình là alpha, beta và gamma. Thì ở đây alpha mình sẽ giải ra được là trừ 9 phần 70 và trừ cho trừ 7 phần 10 và gamma của mình là sẽ là trừ 12 phần 35 ha. Thì như vậy là hình chiếu của u lên f á, thì mình sẽ lấy nó bằng là thì nó sẽ chính là alpha lần f1 cộng với lại beta lần f2 ha. Rồi thì alpha beta các bạn có rồi, f1 f2 có rồi, thì các bạn nhân vô đây. Các bạn tự thay số vô là mình sẽ ra ha. Rồi câu D tìm MN để cho vector U thuộc vào F vuông góc. Rồi thì các bạn biết là F vuông góc nó có một cơ sở là x đúng không? Cơ sở là x đó là trừ 10, trừ 7 và 8 hả? Đúng rồi, trừ 10, trừ 7 và 8. Thì như vậy là để U mà thuộc vào F vuông góc á, thì u nó phải có dạng là alpha lần trừ 10 trừ 7 và 8 ha. Đó thì như vậy u hồi nãy người ta cho mình là 3 n và m đúng không? Thì như vậy là các bạn đây bên đây 3 nè, còn bên đây là trừ 10 nhân alpha, thì như vậy alpha của mình nó sẽ phải bằng là 3 phần trừ 10 ha. Đó thì như vậy n của mình nó sẽ bằng là gì? Alpha ở đây bây giờ alpha mình có rồi, thì các bạn đem nhân alpha vô đây thì mình sẽ được là
N 21 phần 10 ha, và M nó sẽ là 20 trừ 24 phần 10 đó. Rồi. À, thì như vậy là mình xong câu 3 ha. Câu số 4. Rồi, câu số 4 là gì? Câu số 4 là cho ánh xạ R2 là một cái phép gọi là phép lấy đối xứng ha, là phép lấy đối xứng. Rồi qua cái đường thẳng 2x trừ 3y bằng 0 và G là cái phép ánh xạ thỏa mãn cái này, thì bây giờ người ta kêu là tìm F của F31 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đi tìm cái ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính AF ra. Rồi thì để tìm á, thì đầu tiên cái dạng này thì các bạn sẽ lấy cho mình hai vectơ, thứ nhất là vectơ chỉ phương và thứ hai là vectơ pháp tuyến ha. Với vectơ chỉ phương thì nó sẽ là các bạn tìm x với y sao cho nó thỏa mãn là 2x trừ 3y bằng 0 đúng không? Thì ở đây vectơ chỉ phương của mình sẽ là 3 và 2 ha. Rồi thì với 3 và 2 á thì các bạn f của 3 2 sẽ là bằng cái gì? Đây là phép lấy đối xứng ha. Thì vectơ chỉ phương là nó nằm trên cái đường thẳng đó luôn rồi, cho nên là F32 cũng sẽ chính là 32 luôn. Rồi vectơ pháp tuyến của mình nó sẽ là, đây các bạn nhìn cái hệ số ha, thì nó sẽ là 2 và trừ 3. Đó, thì F của 2 trừ 3 nó sẽ bằng, tức là các bạn tưởng tượng là khi lấy đối xứng cái đường thẳng như này thì cái vectơ pháp tuyến nó như thế này đúng không? Thì lấy đối xứng thì nó phải ngược lại ha. Thì đây nó sẽ thành là trừ 2 và 3 đúng không? Rồi thì AF của mình, AF của mình nó sẽ là F, nó sẽ là 32 nè trừ 23 nhân với lại là 32 nhân 2 trừ 3 mũ trừ 1 ha. Thì như vậy các bạn sẽ thu được AF của mình nó là nó sẽ là 5 phần 13, 12 phần 13. Đây là 12 phần 13. Ở đây là âm 5 phần 13 ha. Rồi. Thì bạn nào quên cái cách tìm á, thì mình sẽ xem lại cái phần này ở trong cái chương ánh xạ tuyến tính ha. Rồi. Rồi thì ở đây bây giờ mình có AF rồi đúng không? Mình có AF rồi. Thì người ta kêu là tìm F của F31, thì tức cái này á nó chính là như này nữa bạn, nó sẽ là F của F31 ha. Rồi. Thì bây giờ có phải là F31 á, mình sẽ đi tính lần lượt ra thôi, thì nó sẽ là AF nhân với vector 31 không? Thì như vậy là F của F31 ha, nó sẽ chính là AF nhân với AF nhân với lại 31. Đó, vậy thôi. Thì các bạn bấm máy tính thì các bạn sẽ ra ha. Rồi, thì cái này sẽ ra 31. Tại sao? Ở đây mình không cần tính. Thực ra nếu bạn nào mà gọi là các bạn quan sát tốt á, các bạn sẽ nhận thấy cái điều này nè. Reflection ha, tức là mình lấy đối xứng. Thì tức là F31 có phải là đối xứng của vector 31 không? Bạn tưởng tượng như thế này, đây vector 31 nha. Thì có phải là khi lấy đối xứng thì F31 nó sẽ là bên này không? Đây là F31 không? Rồi sau đó là F của F31 thì có phải là nó lại trở thành cái thằng này không? Nó đối xứng với thằng này thì nó lại trở thành thằng này. Thì chắc chắn nó là 31 rồi ha. Thì nếu các bạn nào quan sát nhanh thì các bạn sẽ thấy được cái này thôi. Rồi. Ok. Câu B. Câu B thì nó kêu là so sánh xem là A của FOG và A của GOF thì có giống nhau hay không ha. Rồi, thì bây giờ người ta thì như vậy bây giờ mình phải tìm AG ra ha, ma trận AG của mình. AG thì G ở đây người ta cho sẵn mình rồi, thì ở đây mình sẽ AG nó sẽ là 1,3 và 0,1, mình đem nhân với lại là gì, 1,0,0,1 ha, mũ trừ 1. Thì tất nhiên ở đây mình các bạn thấy là đây là cái ma trận đơn vị rồi, thì nghịch đảo rồi đem nhân với cái này thì nó cũng vẫn là cái này thôi ha. Đó thì đây mình ra luôn, mình khỏi cần bấm máy tính. Đó, nó sẽ là 1031 rồi.
Thì như vậy là tìm A của FOG ha. A của FOG. A của FOG thì nó sẽ bằng là AF nhân với lại AG ha. AF nhân với AG. Rồi thì mình sẽ các bạn có hai cái này rồi đúng không? Các bạn bấm máy tính ra ha. Rồi thì như vậy mình sẽ được là 41 phần 13, 12 phần 13, trừ 3 phần 13 và trừ 5 phần 13. Rồi thì tương tự A của GOF là AG nhân với AF ha. Rồi thì mình cũng bấm máy tính ra thôi. Rồi thì mình sẽ được 5 phần 13, 12 phần 13, 27 phần 13 và 31 phần 13 ha. Rồi người ta hỏi mình gì? Người ta hỏi là kết luận coi GOF với FOG có giống nhau hay không? Thì mình thấy hai ma trận này nó đâu giống nhau đâu. Cho nên là mình sẽ kết luận là FOG với GOF là không giống nhau ha. Rồi. Câu C. Câu C nó hỏi là tìm vector x sao cho f của g tìm vector x sao cho f của gx thì bằng là 3 trừ 1. Rồi thì đây là f f của g đúng không? Thì như vậy là a của f g nhân x thì sẽ bằng là 3 trừ 1. Thì a của f og các bạn có rồi thì x của mình sẽ bằng là a f og mũ trừ 1 nhân 3 trừ 1 ha. Rồi thì cái này các bạn tự tính ha. Rồi, câu D. Câu D là gì? Câu D là cho E là một cơ sở trong R2 thì tìm ma trận chuyển AE của F of G trong cơ sở E. Thì như vậy là AE của mình nó sẽ bằng là E mũ trừ 1 ha nhân với lại là A của F of G nè và nhân với E. Rồi. Thì như vậy là gì? Như vậy E các bạn có E của mình nó là đây E của mình nó sẽ là 1 3 âm 2 1 ha. Và A của F O G mình có nó đây rồi. Thì các bạn thay vô máy tính các bạn bấm ha. Đây mình sẽ thu được là 41 phần 91 trừ 68 phần 91, 211 phần 91 và đây là trừ 249 phần 91 ha. Rồi, câu E thì tìm một tìm số chiều và một cơ sở của E của ảnh của FOG ha. Rồi, thì cái cách mà mình tìm số chiều và cơ sở của FOG thì mình đầu tiên là mình sẽ lấy một cái đầu tiên là mình sẽ lấy một cái cơ sở trong R2 ha. Thì đây mình sẽ chọn để mà đơn giản thì mình sẽ chọn cơ sở chính tắc là 10 và 01 đúng không? Rồi thì như vậy là gì? Như vậy là mình sẽ lấy A của FOG mình đem nhân với cái cơ sở đó. Thì có phải là nó ở đây tại vì mình chọn cơ sở chính tắc mà cho nên nó cũng là A của F of G luôn đúng không? Thì mình có nó là 41 phần 13 12 phần 13 trừ 3 phần 13 và trừ 5 phần 13 đúng không? Rồi thì bây giờ để tìm số chiều và cơ sở thì bây giờ các bạn sẽ đưa cái thằng này về dạng bậc thang ha. Đưa về dạng bậc thang thì ở đây mình quan sát thôi, mình chỉ cần quan sát mình đấy là chắc chắn là cái thằng này hạng của nó phải bằng 2 đúng không? Thì rank của A FOG bằng 2 tại vì hai cái bộ số của nó không có tỷ lệ với nhau nè nên chắc chắn là nó hạng của nó bằng 2 rồi. Thì như vậy là gì? Như vậy dim của nó bằng 2 ha. Dim của im của FOG ha thì sẽ bằng dim của im f of g
thì sẽ bằng 2, và cơ sở thì các bạn có thể lấy hai bộ số này luôn ha. Rồi thì đó, tại vì là mình quan sát thì mình sẽ thấy, còn nếu như các bạn nào mà các bạn chưa quan sát ra thì các bạn đưa về dạng bậc thang thì các bạn cũng sẽ thấy là hạng của nó bằng 2 thôi. Đó thì như vậy mình có thể lấy ngay hai cái vector này luôn. Mình lấy hai hai cái vector mình sẽ lấy ngay hai cái bộ số này làm cơ sở cho thằng IMF luôn ha. À, và lưu ý là khi mà mình lấy hai cái bộ số làm cơ sở thì mình lấy theo chiều này nha, lấy theo chiều này đó, thì lấy theo chiều dọc ha. Đó thì đây là basis. Rồi ok, câu số 5. Câu số 5 thì cho là 3% dân số Mỹ sống ở bang Washington ha. Thì giả sử là sự di cư của dân số vào và ra cái bang này á thì không thay đổi sau nhiều năm, thì sau một năm là 10% số người của bang Washington sẽ chuyển ra và 1% ở ngoài sẽ chuyển vào. Thì vậy là tìm số người sống sau 2 năm. Thì đây là dạng ma trận mô hình Markov ha. Thì đầu tiên là mình sẽ đi tìm cái ma trận của cái mô hình đó ra. Thì cái cách tìm là mình sẽ lấy A, ở đây là mình ký hiệu nó là Washington ha, đây là North Washington đó. Rồi rồi thì như vậy là từ Washington mà vẫn ở Washington, tức là 10% sống ở Washington thì chuyển ra, như vậy là còn có phải là còn lại là 90% không, 90% ở lại ha, thì đây sẽ là 0,9. Rồi từ Washington chuyển ra là 0,1 đúng không? Rồi cái đây là không phải Washington mà đi vào Washington, tức là 0,01 đúng không? 1%. Và số người mà không phải Washington vẫn ở ngoài thì vẫn là, thì nó sẽ là 0,99. Rồi thì ban đầu người ta cho là 3% dân số của nước Mỹ là đang ở Washington đúng không? Thì như vậy cái ma trận x0 của mình nó sẽ là 3. À, đây 0,03, rồi đây 0,97 ha. Rồi người ta hỏi sau 2 năm thì 2 năm thì x2 nó sẽ là a bình phương nhân x0 thì mình sẽ được là 0,0426, và đây là 0,9573 ha. Đó rồi sắp xỉ như thế. Rồi câu B là dùng phương pháp chiếu hóa ma trận chuyển đổi để tìm phần trăm dân số mà ở Washington sau 100 năm. Rồi thì đây ma trận A của mình như thế này đúng không? Thì đối với chiếu hóa thì mình sẽ có là A det, det của A trừ lambda y thì sẽ bằng 0. Như vậy tương đương với gì? Tương đương với là 0,9 trừ lambda nhân với lại 0,99 trừ lambda trừ cho 0,1 nhân 0,01 ha, bằng 0. Thì các bạn thay vô máy tính, các bạn ship show thì mình ship show ra được là lambda 1 bằng 1 và lambda 2 bằng 0,89. Thì với cái lambda 1 bằng 1 á thì mình sẽ có là gì, mình sẽ sử dụng cái tính chất cái công thức là a trừ lambda y nhân x bằng 0. Mình sẽ đi tìm vector riêng ha, thì mình sẽ có là đây a trừ lambda y thì mình sẽ được là trừ 0,1, và đây là 0,01, đây là 0,1, đây là trừ 0,01 ha. Rồi thì x các bạn coi như nó là x 1 x 2 thì bằng 0 đúng không? Rồi thì lúc này mình sẽ biến đổi, mình sẽ đưa cái ma trận này về dạng bậc thang. Thì các mình quan sát thôi là mình thấy hàng này nó tỷ lệ với nhau, thì mình chỉ cần giữ lại một hàng thôi thì mình sẽ được là trừ 0,1 x 1 cộng 0,01 x 2 bằng 0. Thì như vậy là gì, x 1 sẽ bằng là x 2 phần 10 ha. Thì như vậy là mình chọn x 2 bằng 10 đi, để cho x 1 nó ra bằng 1 cho nó đẹp. Đó thì như vậy là vector x của mình sẽ là 1 10. Rồi tương tự lambda 2 của mình là 0,89. Thì như vậy cái ma trận của mình nó sẽ là gì, a trừ đi cho 0,89 y thì mình sẽ được là 0,01. Đây 0,01, 0,1 và 0,1 đúng không? Rồi đem nhân với x bằng 0 thì các bạn thấy hai này cũng tỷ lệ với nhau, thì mình bỏ đi một hàng
thì các bạn đem nhân vô thì các bạn sẽ thu được là x một bằng trừ x hai, thì như vậy cái vector của mình sẽ được là trừ một và trừ một và một ha. Rồi đó, thì như vậy là gì? Như vậy là mình sẽ đi tìm ma trận D của mình ra. Ma trận D của mình là gì? Mình có hai chỉ riêng là 1 và 0,89. Rồi, ma trận P thì mình xếp hai cái vector vô. Sẽ là 1, 10 và âm 1, 1 ha. Rồi, thì như vậy là người ta hỏi là sau 100 năm đúng không? Thì x sau 100 thì sẽ là A mũ 100 nhân với x 0. Và A mũ 100 thì chính là B nhân D mũ 100 ha. Nhân P mũ trừ 1 nhân với x0. Đó thì D mũ 100 thì các bạn chỉ cần lấy đây D mũ 100 thì sẽ bằng là 1 mũ 100 nè. Đó các bạn chỉ cần lấy cái đường chéo các bạn đem mũ 100 lên thôi, đúng không? Rồi thì những cái con số này mình có hết rồi thì mình đưa vô máy tính mình bấm nó ra. Rồi mình sẽ được là đây là 0,0909 ha. Đây là 0,9091 đó. Thì như vậy là số người ở ở Washington là khoảng 9%. Còn số người ở ngoài khoảng 90, gần xấp xỉ 91% ha. Rồi. Câu số 6. Câu số 6 thì cho A là một cái ma trận 3 x 3 với ba vector E1, E2, E3 là ba cái vector riêng ứng với ba chỉ riêng như thế này. Thì người ta kêu các bạn là tìm 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 nét A để chứng chứng minh rằng A là phản nghịch. Rồi, thì có phải là người ta cho mình ba vector và cho ba chỉ riêng thì mình sẽ có được ma trận P đúng không? Ma trận P của mình là gì? Thì các bạn viết ba cái vector ra, 111 này, trừ 125 và 102. Còn D của mình nó sẽ là 2 âm 1 và 1 ha. Rồi. Thì vậy A của mình các bạn dựa vào công thức là mình tìm được ha. Thì đây là A sẽ bằng là P nhân D nhân P mũ trừ 1 ha. Rồi, thì bằng bao nhiêu đó? Thì các bạn sẽ đi tính đét A ra. Coi nó có bằng 0 hay không. Nhưng mà ở đây mình chắc chắn là kiểu gì nó cũng khác không rồi. Thì các bạn cứ tính ra ha, thì kiểu gì nó cũng khác không thôi. Rồi còn câu B. Câu B thì người ta kêu là tìm A mũ trừ 1 mũ 3 nhân với cái này. Thì A mũ trừ 1 mũ 3 thì mình đã tìm ra A rồi, thì A mũ trừ 1 mũ 3 lên thì các bạn bấm máy tính là ra. Rồi, nhân với cái này là 3E1 trừ 2E2 trừ đi cho E3 ha. Thì cái này mình cũng tính được luôn. Thì các bạn nhân vô, các bạn trừ đi ha. Thì đây có phải là 3, 3, 3 không? Trừ cho hai lần cái này là ở đây trừ 2, 4 và 10 trừ cho 1, 0, 2 ha. Thì mình sẽ được là gì? 3 trừ trừ cộng là 5. Đây là 4 đúng không? Ở đây là 3 trừ 4 là trừ 1. Ở đây là 3 trừ 10 là trừ 7, trừ 2 là còn trừ 9. Đó, thì mình có cái này rồi. Cái này mình bấm máy tính được. Thì mình đưa vô máy tính các bạn bấm là mình sẽ ra được cái kết quả của câu B này ha. Rồi, thì như vậy là mình đã chữa xong cái đề cuối kỳ ha. Rồi thì một số cái phần trong này á, mình có những cái phần liên quan tới tích vô hướng, đây inner product, rồi đây là ánh xạ tuyến tính, và đây là chỉ riêng vector riêng ha, phần chiếu hóa nè. Đó thì các bạn ôn lại những cái phần đó. Thì đó là phần kiến thức của học kỳ 2. Kiến thức của học kỳ 1 thì mình sẽ ôn lại kiến thức của cuối kỳ, còn giữa kỳ á thì các bạn sẽ ôn lại cho mình là tính định thức và những cái mô hình ha. Những cái mô hình ở đây là mô hình input output nè. Còn đây là mô hình Markov. Đó, thì mình sẽ ôn lại những cái mô hình đó. Rồi thì như vậy ha. Và ôn lại một số cái cách tính dép nữa. Rồi.